Thì từ khi tôi chạy vô á, thì ôm được em thì em không có được nói chuyện được cái gì hết, mà nó còn thở. À, Mà được xương bọng để trong đây hết cho nó. dạ ở chùa mình Ừ, quả rồi khi tại ở nào chùa. khi nào mình ấy thì mình khi nào mình tới tiểu tuổi nó thì đem đi chùa rồi đem. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì theo cái hành trình của mình hôm nay thì cũng là những ngày sau Tết Nguyên Đán rồi. Bùi Hồ đang có mặt tại nhà anh Cò, người Khmer, cô bác quý anh chị. Thì trước đây Bùi Hồ, trước Tết Nguyên Đán thì Bùi Hồ có hứa với anh Cò là sẽ cố gắng mua cho anh Cò một cái chiếc ghe sinh sống. Cũng vì thời gian cập gặp là thứ nhất, và thứ hai á là cái việc mà vị trí địa lý rất là xa, từ quê của Bùi Hồ đến anh Cò khoảng 500 cây số của bác của anh chị, nên thành thử ra là việc mà đến nhà anh thì cũng rất là khó khăn, nên hôm nay thì cũng cố gắng sắp xếp thời gian để chạy đến nhà anh Cò. Thì nghe anh Cò có một cái tin rất là buồn, mình cũng nghe khá là. Dạ bà có mời quà qua đây. Dạ anh ở đâu anh Cò? Mới qua hả? Dạ dạ anh đâu? Đi giờ Được. ấy cái gì đâm bấm phước người ta rồi, Đám gì? đâm đám phước Đám đám hả? người ta làm đám phước á, đám phước nhà hết Đám phước là sao? Bà qua đây ngồi đi bà. á, như người ta làm cúng cơm vậy đó, như Ngồi đi đi con. đám phước với nhỏ gái chở mẹ nó chạy không được, Ở đâu xa không? chút nó cái chắc gì à? Đi bỏ hổm em nó chết đó rồi, người ta cũng lợi, giờ mình đi cho người ta lại đi hoài Người lại ta không chết hả? không, người ta làm làm như người ta làm đập, mình thì gọi đám phước, còn ở bển là nó gọi là như mình là làm từng làm gì đó, Nó làm từng đó. làm từng. Cô bác của anh chị thì hôm nay thì không có chị ở nhà, thì với lại chị đi với lại một đứa con gái hả? Đứa gái Nghe còn nói Trí đi chơi rồi. Trí đi chơi à? Thì hôm trước em nghe nói là em ruột của anh vừa mới qua đời, Mới qua đời đó, bây giờ đang thiêu rồi, bây giờ thờ nó trên đó đang thiêu rồi hả? thiêu rồi à. Bởi vì bên mình thiêu không ạ, thiêu rồi vô cái túng rồi thờ nó trong nhà, xương trong nhà đó, trong nhà Vô mình cái quách hả? à, vô cái quách Thì sao lúc đó là sao lúc mất? đó tự nhiên Năm nay nhiêu tuổi rồi? nó 38 á, Anh nói 38 38 không có vợ con gì hết trơn á, mà tôi nói với chú họ tôi nói nó bị bệnh gan đó, rồi ba hồi sưng rồi tự nhiên đêm đó nó đi quýnh bò, Bánh bo là cái gì ạ? thảy cái trái gì Thấy đó, bị sắc hả? thảy đi chơi đó, rồi nó uống có uống ít rượu, rồi bắt đầu ban đêm tôi thấy nó vợ tôi nó nghe nói mửa mửa, tôi nó nói anh ơi chạy lên đi, Bữa là ói em mình đang ói đó, rồi không biết sao nữa, sao mà tay chân nó lạnh ngắt à, thì thi từ khi tôi chạy vô á, thì ôm được em thì em không có được nói chuyện được cái gì hết, mà nó còn thở, mà nó nắm được tay mình nó buông ra cái nó chết luôn, rồi khi người ta dùng chở đi cấp cứu đâu có kịp, chết chết 12 giờ đêm bữa ngày thứ ba luôn, Là ngày mùng mấy Tết? là trước Tết, Trước Tết hả? thì nó giờ cũng gần mười mấy ngày mà 18 19 ngày nay rồi. Đó, rồi nó chết vậy đó, rồi đi mua hòm mua hàng đó thiếu triệu người ta, bây giờ em mới trả xong 500 ngàn nữa, Mua cái hàng 500 ngàn. không 3,5 triệu mà mình trả thì chưa xong để cho nợ lại lần nào Còn có còn thiếu bao nhiêu? 500 em trả rồi rồi có 500 ngàn à, bởi vì Cái hàng 3,5 triệu. 3,5 triệu mình trả cho anh Ba ta triệu. 3 triệu, Tiền rồi đâu anh trả? tiền người ta lại cúng rồi cúng kiến rồi đó, rồi còn dư đỉnh thì trả cho anh ta, Mua hàng thiếu luôn. ta cho thiếu mà, bởi vì mình rồi bỏ hổm rồi em có đi chạy đi qua bên từ thiện của ông cụ Chính á xin cái hàng nữa, mà cụ Chính nói không không thua ông cũng cho, nó biết sao người ta đi ăn Tết hết rồi, người ta không còn từ thiện, mà bên ông đó người ta cho hàng không đó, yêu cầu không có đi nói với ổng là cho hàng này cho gạo nè bột ngọt sẽ yếu gì đó gì à, rồi ổng nói cái đội đó người ta đi ăn Tết hết người ta không còn nữa, cho nên ổng nói không có ông thôi ổng cho nữa. Có nghĩa là em mất thì phải mua mua hàng thiếu chịu. Thì mình không mua làm sao có, rồi thịt hà gì đó mình mua làm phước cho nó, người ta bán thiếu hết á,
rồi khi xong công chuyện thiếu đủ thì mình tính sau cái gì đó. Người ta đi đám người mình trả tiền. À, khi người ta lại nghĩa là anh đi nhắc hàng là anh nhắc thiếu. Nhắc thiếu. Cái gì nhắc thiếu hết á, đồ ăn đồ gì người ta cho mình thiếu. Ở đây đợi giờ nó cũng nó dễ đi. Nó cho mình thiếu hết. Còn khi mình làm xong đó dư thiếu thì mình nợ người ta lại, hoặc khi mình có lời đủ chứ không biết thì mình trả người ta đủ. Mà còn như là làm đám của bên Úc này thì nó ngay đi, cũng gần gũi thôi mà cũng từ xa người ta ít biết lắm. Rồi không lẽ mình điện cho anh ta, điện cho anh ta nói mình kiếm tiền kiếm bạc không có được, bởi vì đám ai biết thì người ta đến rồi. Cũng nhờ chuồn xuống. Là nghe anh tên đó tên gì? Quẹn. Anh Quẹn mất thì lúc đó thì bà lão cũng còn ở nhà. Bà lão còn ở nhà. Bà lão hay hả? Hay á, bởi vì buồn. Cũng buồn. Buồn dữ bà. Hả? Buồn dữ hả? Buồn, bây giờ còn buồn. Bây giờ còn buồn hả? Bây giờ mình mất xong mấy ngày mình theo? Không có tùy ông hay gì đó, ông Lục nói cả ra như là mốt ra là ra, rồi như ba bữa ra ba là nó ra bữa ngày thứ năm. Chết ngày thứ ba. Làm phước ba hai bữa là ra. Hai đêm đó. Trước đây gặp anh ấy cũng vẫn còn khỏe mạnh. Kìa. Lại, mau lướt năng cương. Rồi lúc đó là chỉ mấy giây là mất luôn hả? Nè nè, chân lại ôi mai coi. Bây giờ anh dẫn em lên. Cho coi. Dạ chào chị. Cho. Chị đi đằng trước. Đi đường nào anh con? Đường này đấy. Con gái đi theo chú. Mình biết. Chị nó đi chơi à, không biết đi đâu đâu. Đây là hình ảnh của Úc mới qua đời đó, đi rồi đó. Nó hình ảnh đó. Rồi hồn cốt để đó luôn hả? Cốt để nhà, đâu có đem gửi chùa đâu. Hay là hồn cốt luôn? Hồn của quẹn em đó. Anh đốt cho em một cái nén hương. Con gái. Đích lớn cái giường. Nè. Con lại đây con cầm máy nha. Cánh thọt xong. Chấm mưa đít nít chú. Và thôi thì cũng cũng người cũng đã mất rồi. Cố gắng ấy nha. Bữa nay phù hộ với chú Hồ đi, bữa nay thì đến gia đình mình thăm nữa rồi. Diễn, hôm nay đến gia đình Diễn của anh cũng khá bất ngờ khi đi gặp gì ha. Không vợ con gì hết hả? Không có vợ con gì hết. Anh như tuổi anh Quẹn? 38. 38 tuổi hả? 38 tuổi. Cái hũ cốt của anh hả? Hũ cốt, đây là hũ cốt của anh Quẹn. Mà xương bọng mình để trong đây hết cho nó. Dạ, ở chùa mình quả. Khi nào mình ấy thì mình, khi nào mình tới tiểu tuổi nó thì đem đi chùa rồi đem về cho ông Lục đổ tổng kinh cho nó. Qua bên đó ngồi đi, qua bên nhà lại ngồi đi. Cái tục của bên mình thì mất là phải đem quả táng lên kìa. Ba quả táng à, chứ không có đâu có đất đâu chôn. Bởi vì bên cò là vậy đó, là khi chết đó thì phải đem đi về chùa thiêu rồi mới đem cốt về vậy đó. Rồi như mình mà nó không cho mình sợ hãi thì thôi, có sợ hãi thì mình gửi về chùa luôn là mình khỏi đem về. Rồi mình ghi ngày tháng tên tuổi cho nó, thì sau đó mới mình chịu tuổi đó mình đi mình nói tên nhà ông Lục tổng kinh cho nó đi xong rồi không có gì hết. Mà hàng năm thì mình đem ra ngoài chùa. Năm nào cũng qua cho nó qua chùa, như là tắm rửa cho nó một lần gì đó. Gì đó. Cúng kiến vậy đó, như là Tết tôi sinh năm đó. Đó. Đấy. Nó chết nó linh lắm á. Nó kêu người ta đánh số chúng qua nha. Trời. Thôi thì anh cũng vì anh cũng về nơi an nghỉ rồi. Cũng chạy đi cho nó khỏe đi, cho nó đi mạnh giỏi cho cuộc sống nó, tại nói em nó không chịu tin, nó mang cái bệnh gì phải chịu rồi. Rồi tôi nói thấy nó nhậu đó, tôi nói đừng có nhậu quá em ơi,
em mà nhậu là chết đó, vì cái bệnh của em là không có mạnh đâu, nó sưng ra, nó sưng đôi lúc hay nó sưng sưng đã rồi nó xẹp, uống thuốc rồi nó xẹp, rồi nó hơi nghiền rượu một chút nó ngay đi. Không nên, lúc đó mình không có đi bác sĩ hả? Có đi á, rồi nó bị một lần mổ ruột thừa. Rồi nó cũng đi chút xíu cũng chết một lần rồi, mà nhờ tôi kịp á, nó giật, nó bị kim phong giật á, rồi nhờ tôi đem đi kịp á, bị cái chai miệng nó đâm ngay giò còn khúc. Thì rồi anh quẹn mắt xong thì Tết mình có ăn Tết kinh không? Không, từ đó không có ăn luôn. Bởi vì lo gì nó không, rồi chạy lên chạy xuống, bây giờ nó được yên ổn gì tôi cũng mừng cho nó. Nhờ không được thiếu thốn gì cũng đủ làm cho nó. Rồi hôm trước em mua đồ giao mình mặc đủ đủ ấm đồ không? Đủ. Vui không mấy bé? Vui dữ mà. Mấy bé vui đó, có niệm có ấy ngủ gọi rồi đó. Có niệm đồ ngủ ngon ha. Cái niệm đó bà lão đi người ta cho. Người ta cho. Ta giàu giàu người ta cho. Cha với ôm niệm. Như người ta, ta Tết mới ta không muốn xài cái đồ cũ, người ta vào người ta cho, người ta thấy. Rồi người ta cho tiền. Yeah. Hôm nay không đi biển mà. Anh con này ngày nào cũng đi biển. Đi biển hết á. Tại bữa nay hẹn với em. Nghe chú Hồ nói đừng đi thì tôi ráng đợi chú Hồ lại. Hôm nay mình ăn cơm với gì? Ăn cơm với thịt gan. Chút sáng nó mua 30 ngàn, nó gan mặn mặn ăn với dưa chua. Nó cắt hộp bài nữa. Vậy hả? Ừ. Đó, dưa chua. Mình bây giờ còn tiền bạc gì không? Không đâu. Hồi anh có cho em 5 triệu đó, em mua lưới hết 3 triệu rồi. Mua lưới nào? Đó, lưới này đó hả? Ờ. Lưới đó. Ờ. Mua lưới tại quấn con cá dược á, cá bự á. Mua này hết 3 triệu đó hả? 3 triệu á. Mà em xuống hết mấy tay rồi, còn cái này chưa được xuống. Quánh mấy cá bự hả? Cái này dính con cá mười mấy ký không à. Mà nó ít lắm, vậy 5-10 bữa, 1 tháng mới có 1 con. À. Tiền con nói ngay đi, bán cũng, nếu mà con cũng 500-600 ngàn. Còn anh cũng quyết cố gắng phấn đấu lên quá ha. Ừ. Tao cho em vô coi nữa, hôm nay mình cơm gì được không? Được. Hôm nay nè, ăn cá với thịt mặn mấy đứa nó chưa ăn. Ừ. Rồi với chua nè, chua ấy mình này làm ơn, tự làm ơn. Này tự làm ha. À, cái này à, dưa con mình á, mình làm. Mình luộc ha? Không có luộc, để nước cơm mình rồi với trộn với muối đó, rồi để ủ nó chừng từng là nó chua mình ăn nè. Ừ. Ăn cái này không à, bị gì mình ăn bá dưa chua chợ thì nó sợ độc hại quá. Ừ. Ăn cái này không à? Ừ, không biết chè. Ừ. Cuộc sống mình có khá đỡ khá hơn không? Em cũng, mắc gì cũng chật vật hơn. Cũng lực đực lắm, không muốn làm ăn, không muốn có sức giả gì hết trơn á. Bị tự nhiên đi mất đi một người em. Có hơi buồn. Cũng buồn dữ lắm chứ không phải là cái gì ai cũng vậy, rồi riết là mình quên đi. Còn mới này tôi cũng nhớ, tôi khóc hết nước mắt gì nó luôn. Vậy hả? Ừ. Rồi biết có giúp em được gì đâu, thì đã nó chết rồi. Thì mình chỉ biết ôm lấy em mà khóc gì thôi. Rồi mình làm đám tang cho nó xong xuôi đi, rồi xôi chứ có gì đâu. Không có nước mắt luôn. Ừ, buồn thì cũng vẫn buồn. Anh còn có mấy anh em ta? Có 3 người à. Người chị đi Bình Dương rồi. Dạ. Rồi có ông chết đó là ông Úc. Là anh là người Thứ ba. Ừ. Nó Úc chị hai, 3 người. Bây giờ nó 3 người còn có. Còn bà với chị, mai mốt gì cho bà không chừng thì tôi mai mốt tôi cũng chừng bà vậy thôi, gần cho bà. Nếu mà bà ở ơn cũng đâu có được, bây giờ nấu cơm nấu nước rồi ăn, bà già bà cũng đâu có nấu cơm nấu nước gì. Vậy là tiền hòm gương của anh Quẹn là trả hết rồi đúng không? Trả hết trơn à. Vậy là khỏe hòm đó hả? Còn nói với chú Hồ nó còn 500 đó, mà em trả người ta rồi. Đúng không? Không ấy em. Không sao đâu. Thôi thì hôm nay đến đây, thứ nhất á là anh em nghe được một cái tin buồn của gia đình mình. Thì đến đây xin được chia buồn với lại bà, nỗi đau mất mát lớn này. Xin được chia buồn với lại gia đình của anh Cò với lại chị. Thì người thì cũng đã mất rồi, nên là nữ là mình phải còn sống cho các bé, cố gắng vượt qua cái nỗi đau này để mà
còn nuôi dưỡng cho các bé nó lớn lên nữa. Thì em xin thành đặt chia buồn với gia đình mình, là đó là cái thứ nhất ha. Tại em cũng không hay, em điện anh thì mới hay. Và cái thứ hai á, thì trước đây anh nói anh có một cái ước mơ, đó là một cái cần một cái chiếc ghe để mà anh có thể đi làm ăn. Và hôm nay thì em sẽ thay mặt Mạnh Thường Quân nói với anh Cò luôn á, là có tiền của chiếc ghe hồi trước Tết đặt, nhưng mà vì cái quãng đường xa quá, hơn 300 cây, hơn 300 cây số, nên là thử việc xuống đây nó rất là khó khăn. Và hôm nay thì cố gắng sắp xếp công việc của em để xuống đây giúp anh thực hiện một cái ước mơ như bà, và có một cái số vốn để mà thời gian sắp tới để mà mình có thể mình làm ăn, phấn đấu hơn trong cuộc sống. Và em sẽ thay mặt Mạnh Thường Quân giúp anh có một cái chiếc ghe nè, có một cái máy nè, có một cái tay lưới nè, và có luôn cái đồng vốn xây sở trong thời gian sắp tới. Chịu không? Chịu. Thì bây giờ chắc mình sẽ kết thúc clip này ở đây. Và mong cô bác đợi clip 2 và mình sẽ đi mua ghe. Bây giờ mua ghe sao không anh? Đi chỗ mình đi mua đồ kỳ rồi đó. Chạy ra đó chạy ra đó đó. Chạy ra đó chỗ cầu nó bán đó đó. Rồi thôi bây giờ mấy anh em mình đi mua. Ok.